Dữ liệu mới nhất của OECD cho thấy giá bất động sản trên toàn cầu có dấu hiệu phục hồi. Tại 37 quốc gia thành viên OECD, trong quý 3 năm 2023, giá nhà đã tăng 2,1% so với quý trước đó. Đà tăng này trái ngược với mức trì trệ ghi nhận từ hồi đầu năm ngoái. Tại nhiều nền kinh tế, giới đầu tư kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ hạ lãi suất trong năm nay. Tình trạng thiếu bất động sản để bán cũng đã giúp thúc đẩy giá nhà tại OECD tăng trở lại trong quý gần nhất. Còn bên ngoài OECD, một số thị trường bất động sản đã cho thấy sức nóng cũng đang trở lại. Tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, theo cơ quan quản lý bất động sản, tháng 2 vừa rồi là tháng ghi nhận lượng giao dịch nhà ở cao kỷ lục, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Thế giới đang thay đổi nhanh chóng và thị trường bất động sản cũng không ngoại lệ. Với các chính sách thuận lợi, lãi suất được dự kiến sẽ giảm, khuyến khích các nhà đầu tư tiềm năng tham gia vào thị trường. Lấy ví dụ thành phố Miami, nhờ thay đổi chính sách thuế địa phương, nơi đây đã thu hút lượng lớn người Mỹ đến sinh sống và đầu tư, tạo nên một thị trường bất động sản sôi động. Bên cạnh lãi suất và thuế, an ninh và lối sống cũng là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường. Mọi người có xu hướng lựa chọn an cư tại những nơi có môi trường sống an toàn, tiện nghi và chất lượng cao. Nhìn chung, vẫn có thể lạc quan về thị trường bất động sản toàn cầu trong năm nay khi những yếu tố tiêu cực được cải thiện, thị trường dự báo sẽ có những bước khởi sắc. Nhưng sự hồi phục này là không đồng đều. Cụ thể là ở các thị trường thuộc khu vực châu Á, các nhà đầu tư lại được khuyến cáo là vẫn nên kiên nhẫn hơn trước những cơn gió ngược. Kể cả khi lãi suất giảm thì các chi phí tài chính vẫn sẽ ở mức cao kỷ lục của nhiều thập kỷ. Điều này sẽ dẫn tới sự chênh lệch trong việc định giá bất động sản giữa người mua và người bán. Thậm chí ở những phân khúc kém hấp dẫn hơn thì giá vẫn sẽ hạ chứ chưa thể phục hồi ngay. Một điểm đáng chú ý là tại thị trường châu Á, những phân khúc nhỏ hơn như bất động sản kho bãi hay bất động sản cho thuê lại là những mảng phát triển tốt. Đặc biệt, bất động sản cho thuê đang được nhiều tập đoàn tư vấn bất động sản dự đoán sẽ phát triển nhanh trong năm nay. Do thế hệ trẻ tại châu Á đang dần dịch chuyển từ tư duy phải sở hữu nhà sang tư duy đi thuê nhà để tiết kiệm chi phí. Các đô thị lớn càng phát triển thì càng thu hút lao động trẻ tuổi đến định cư. Qua đó, bất động sản nhà ở và cho thuê càng có tiềm năng hơn. Liên quan tới thị trường châu Á, không thể không nói tới tình hình thị trường bất động sản ở Trung Quốc. Đây là thị trường đang trải qua khá nhiều thách thức, nhất là với những tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì của đất nước này. Và lúc này thì Bắc Kinh cũng đang nỗ lực ổn định thị trường bất động sản của mình ở trong bối cảnh là khủng hoảng nợ và rủi ro hệ thống. Và đáng chú ý nhất là bên lề kỳ họp lưỡng hội của Trung Quốc vừa diễn ra, thì Bộ trưởng Bộ Nhà ở Trung Quốc cho biết là những tập đoàn nào mà mất khả năng thanh toán nghiêm trọng, mất khả năng hoạt động thì buộc phải phá sản, tái cơ cấu tuân theo pháp luật và thị trường. Nhưng mà bên cạnh đó thì vẫn có gói hỗ trợ tài chính đối với các dự án bất động sản, cụ thể là hơn 6.000 dự án lớn nhỏ. Trong số hơn 6.000 dự án bất động sản nằm trong danh sách trắng của chính phủ Trung Quốc, được coi là đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính từ các ngân hàng thương mại, thì gần 83% trong số đó là do các doanh nghiệp tư nhân sở hữu hoặc là sở hữu hỗn hợp. Tính đến cuối tháng 2 vừa qua thì hơn 200 tỷ nhân dân tệ tiền vay ngân hàng của các công ty bất động sản đã được phê duyệt. Hãng Tân Hoa Xã cho biết là chính quyền địa phương và các tổ chức tài chính như là Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc hay là Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc và một số ngân hàng cổ phần đã tích cực phối hợp thực hiện trong việc này. Trong báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết là nước này sẽ phát triển mô hình mới cho bất động sản, tập trung vào xây dựng nhà ở giá rẻ hơn và đáp ứng nhu cầu về chỗ ở. Còn Bộ trưởng Bộ Nhà ở Nghe Hồng cũng nhấn mạnh là mô hình mới sẽ tuân thủ quan điểm chính thức, nhà là để ở, không phải là để đầu cơ. Và bên cạnh Trung Quốc thì Mỹ cũng là một thị trường bất động sản có giá trị lớn nhất nhì trên thế giới, khi mà đạt mốc kỷ lục là 47.000 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Và năm nay thì bên cạnh câu chuyện lãi suất, còn có sự kiện bầu cử tổng thống tại Mỹ. Và giá nhà đất thì rất có thể sẽ xoay chuyển theo chính sách, tùy xem là ứng viên của đảng nào sẽ đắc cử. Nhưng mà hiện tại thì thị trường nhà ở tại Mỹ vẫn đang khó hồi phục do giá cao và thậm chí là nằm rất xa ngoài tầm với của người mua. Phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ sẽ điểm qua một vài đầu báo về câu chuyện này. Kính chào quý vị khán giả. Với dân số lên đến 39 triệu người, California, nơi tôi đang đứng ở đây, là bang đông dân nhất nước Mỹ. Có lẽ cũng chính vì vậy mà đây là bang có thị trường bất động sản vào loại đắt nhất nước Mỹ. Theo công ty bất động sản Redfin, giá nhà trung bình ở California tháng 1 vừa qua đã tăng đến 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trung bình khoảng gần 740.000 đô la Mỹ, tương đương với 17,8 tỷ đô một căn. Trên toàn nước Mỹ, CNN ghi nhận giá thuê nhà cũng tăng đáng kể và chưa có dấu hiệu sớm hạ nhiệt. Tháng 2 vừa qua, chi phí nhà cửa đã tăng tới 6% so với năm ngoái.
Nhìn chung thì mặt bằng giá thị trường bất động sản tăng là do nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là do thu nhập không tương xứng, trong khi nguồn cung thì lại không đủ cầu. CNBC cho biết, mới 4 năm trước, một hộ gia đình thu nhập khoảng 1,4 tỷ đồng mỗi năm đã có thể thoải mái vay mua nhà. Nhưng giờ họ phải có gần gấp đôi con số đó mới có cơ hội sở hữu căn nhà tương tự. Trong khi đó, nhà xây mới không đủ cho thị trường. Nguyên nhân là do các hạn chế trong quy định sử dụng đất đai của các chính quyền sở tại. Dự báo cả năm, tạp chí Forbes trích ý kiến chuyên gia nhận định thị trường bất động sản của Mỹ khó có thể khởi sắc, trừ khi lãi suất cho vay xuống dưới 5% so với mức gần 7% hiện nay. Giá nhà tăng cao cũng thúc đẩy dịch chuyển dân cư tại nhiều đô thị lớn ở Mỹ. Theo thống kê thì gần 40% số người được hỏi ở California cho biết họ có ý định chuyển sang nơi khác sinh sống do giá nhà tăng cao và chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Tuấn Trung, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam từ California, Mỹ. Thưa quý vị, còn ngày hôm nay tại Nga thì ngày 15 tháng 3, cả nước Nga sẽ chính thức bước vào cuộc bầu cử tổng thống để lựa chọn ra người lãnh đạo đất nước trong vòng 6 năm tới. Hàng triệu cử tri Nga cũng đã sẵn sàng đưa ra sự lựa chọn đầy trách nhiệm với tương lai của đất nước. Và cuộc bầu cử này sẽ có tác động như thế nào đến những chính sách kinh tế thương mại trong những năm tới đây của nước Nga? Chúng tôi đã kết nối với phóng viên Nhật Linh, thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nga để cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này. Vâng, thưa chị Nhật Linh, là chị có thể phân tích rõ hơn về những ảnh hưởng kinh tế mà cuộc bầu cử sắp diễn ra sẽ mang lại cho nước Nga? Vâng. Cuộc bầu cử tổng thống đang diễn ra thì có tầm quan trọng vô cùng lớn đối với nền kinh tế của nước Nga, bởi nó quyết định vai trò lãnh đạo chính trị của đất nước, người đưa ra các quyết sách kinh tế trong vòng 6 năm tới đây. Trước thềm bầu cử thì kinh tế Nga đã phá kỷ lục. Truyền thông phương Tây cũng đã phải thừa nhận rằng trái với nhiều mong đợi thì nền kinh tế Nga được định hướng lại theo nhu cầu quân sự, đang đối phó khá tốt với các lệnh trừng phạt của phương Tây. Thu nhập thực tế của người dân tăng lên, đồng rút mạnh hơn, mức độ nghèo đói và thất nghiệp đã giảm xuống mức thấp kỷ lục. Trong các cuộc thăm dò dư luận xã hội trước thềm bầu cử, thì Tổng thống đương nhiệm Putin hiện đang chiếm được hơn 80% sự ủng hộ của người dân Nga. Điều này cũng có nghĩa gần như ông sẽ giành chiến thắng trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống. Trong kịch bản căng thẳng leo thang với sự mở rộng của các lệnh trừng phạt, thì giới phân tích dự đoán thì Nga sẽ tiếp tục tăng cường khả năng tự cung tự cấp của nền kinh tế. Mặt khác, cũng có sự kỳ vọng vào việc không mở rộng chế độ trừng phạt, mà có thể là một số cử chỉ thiện chí dưới hình thức đơn giản hóa ngầm các thỏa thuận thương mại quốc tế và loại bỏ một số ngân hàng khỏi các lệnh trừng phạt.